2 năm qua con đã đi đâu? Bỏ ra, ông làm sao đấy? Bỏ. Khoan đã, ăn đừng nè. Trời, sao anh lại ở đây? Anh đã đi đâu? Bố, anh đấy không phải là Huy đâu. Bố anh đang rất nguy kịch. Chi phí phẫu thuật sẽ rất lớn. Đây, lãi suất gấp đôi. Hiện tại tôi chưa xoay được tiền. Alo.